chào các bạn, mình đang về ông ngoại. Đang chuẩn bị cái gì trước đây? Đi về ông ngoại. Chuẩn bị đi về ông ngoại phải làm gì? Là chọn đồ. Chọn đồ rồi gì nữa? Rồi còn có xe bóp. Đa đi ba mẹ nha. Đây nè, để cho Gia Kỳ tự soạn đồ rồi đeo lên, đeo khẩu trang trước. Đi về ông ngoại nè, đó. Đeo khẩu trang trước. Để tự đó. Đây. Làm gì nữa? Chưa. Quay đây mẹ mới thấy nè, các bạn mới thấy nè. Chưa, để em làm mẹ mới quay lại được. Em có càng vào hả? Đấy, em có thể tự lập được rồi đó. Rồi quay qua lẹ. Xong chưa? Xong rồi. Ôi ôi, có cái kiến, kiến gì đó? Kiến con gì? Kiến con vịt. Kiến con vịt. Có chân gãy đó. Này có thấy đường không? Không thấy được. Không thấy đường luôn. Đây nè, bên em phải mở này ra nè. Mở này ra nè.